cả mọi người. Sau một tuần làm việc vất vả thì hôm nay cũng là cuối tuần, mình mới có thời gian ra ngoài để quay clip cho mọi người cùng xem. Thời tiết hôm nay thì cũng không được đẹp cho lắm. Thời điểm này là thời điểm mới đầu lập xuân nên bên ngoài thì có một vài giọt mưa nhẹ nhẹ. Nhưng mà không sao, mình sẽ dẫn mọi người đi thăm một trong những tòa lâu đài có kiến trúc đẹp nhất nước Đức. Từ nhà mình đến tòa lâu đài thì mất khoảng 13 phút đi xe đạp. Bây giờ thì lên đường thôi. Mình đã đến khuôn viên của lâu đài Nymphenburg. Đây là khung cảnh nhìn bên ngoài, nhìn nó giống như khu dân cư ấy. Khá là đẹp. Mặc dù đã xây từ năm 1664 đến thời điểm hiện tại thì đã trải qua là hơn 350 năm rồi, nhưng mà nhìn nó vẫn còn rất là mới, đẹp cực kỳ luôn. Wow. Mấy hôm nữa mà thời tiết nó nắng lên thì người ta sẽ kéo đến đây ngắm cảnh trên công viên rồi ngắm lâu đài rất là nhiều. Hôm nay vì là nó hơi mưa một chút nên là người ta mới nên mới có ít người đến. Bên ngoài có rất nhiều ô tô đậu ở đây. Một phần là ở xung quanh đây mình nghĩ chắc là cũng có nhá, người ta cũng tận dụng để làm nhà ở rồi, không thì là làm khách sạn để cho những khách du lịch, kể cả người bản địa, người ta cũng rất hay đến đây, chứ không chỉ có khách du lịch từ các nơi đâu. Vì đây cái khuôn viên công viên của nó quá là đẹp, rất là rộng, khí trong lành. Giờ mở cửa thường ngày thì sẽ mở cửa vào khoảng từ 1 giờ chiều đến 7 giờ chiều, hay là mình không nhớ giờ mở cửa bắt đầu, nhưng mà thường sẽ đóng cửa vào lúc khoảng 7 giờ tối. Bây giờ mình sẽ gửi xe ở đây và mua vé vào tham quan. Đây là khuôn viên đằng trước. Khuôn viên đằng trước của tòa lâu đài. Kia là cổng vào. Mọi người muốn vào trong tham quan lâu đài thì sẽ đi vào trong này và mua vé. Bây giờ mình sẽ vào trong và mua vé đi vào tham quan. Đây sảnh bên dưới, người ta sẽ mua vé ở đây. Ở đây thì cũng có bán những đồ lưu niệm, tự nhiên là cái này giống cái bút, trên có cái vương miệng, nhìn cũng rất là hay. Thiên Nga. Thiên Nga thì là biểu tượng của cái tòa lâu đài này rồi. Hàng năm thì
cứ đến mùa di cư ấy là thiên nga nó về đây, đến mùa hè ấy, thiên nga nó sẽ về đây rất là nhiều. Kỳ đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đến kia mua vé. Mình cũng chưa biết là cũng ở kia, cũng ở bên kia. Mình mua vé, quầy bán vé đây. Sau đó là sẽ đi vào chỗ quầy sắt vé kia và đi lên trên tham quan. Đây, mình vừa mới mua vé xong. Vé thì có hai loại vé. Một loại vé là sẽ có hướng dẫn người Đức, tức là audio guide. Người ta sẽ thuyết trình về tòa lâu đài này cho mọi người. Vé đấy thì đắt hơn một chút. Mình thì mình không cần audio, mình đi một mình. Thì vé này là 8 đồng. Đây là kiến trúc ở bên ngoài của tòa lâu đài. À, bên trong tòa lâu đài. Xin lỗi mọi người. Nhìn nó rất giống những kiến trúc ở trong các nhà thờ đúng không? Bởi vì là tôn giáo Thiên Chúa giáo thì có một ảnh hưởng rất lớn trong nền văn hóa phương Tây. Chính vì thế mà các công trình kiến trúc của họ, bức tranh hay là điêu khắc các kiểu thì cũng mang cái xu hướng của về Thiên Chúa giáo. Ai đó mà đã từng đến nhà thờ Tòa Thánh Roma ấy, thì mọi người chắc hẳn sẽ nhìn thấy hoặc là rất là quen thuộc với những bức tranh kiểu điêu khắc ở trên tường như thế này, hoặc là trên trần nhà. Đấy, đây là trên trần nhà, giống như là thiên đường ấy. Nhìn đẹp cực kỳ luôn. Tòa lâu đài Nymphenburg thì được coi là một trong các tòa lâu đài đẹp nhất trên thế giới, vì là nó có sự thiết kế hài hòa, độc nhất vô nhị giữa công trình kiến trúc và lâu đài công viên, công viên lâu đài. Bởi vì là cái tòa lâu đài này là một thắng cảnh đẹp, cực kỳ đẹp của nước Đức. Chính vì thế mà nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế. Hàng năm thì ở đây thì có khoảng, theo thống kê thì khoảng hơn 300.000 khách du lịch đến thăm. Con số này đối với mình thì rất là lớn này. Nhưng mà so với một tòa lâu đài khác ở Đức, cũng ở Munich này, thì có lẽ là nó vẫn thua xa. Đó là tòa lâu đài Neuschwanstein. Cái tòa lâu đài mà mọi người hay nhìn ở trong phim hoạt hình Disney ấy. Khi bắt đầu hoạt hình Disney bao giờ nó cũng cái tòa lâu đài đấy. Để một dịp khác mình sẽ dẫn mọi người đi thăm tòa lâu đài đấy. Đẹp lắm. Số khách đến thăm cái tòa lâu đài đấy hàng năm đó có tính lên hàng triệu. Hình như là 1.3 triệu hay sao ấy, đến 1.5 triệu. Tòa lâu đài Nymphenburg này thì xây năm 1664, tính đến thời điểm hiện tại thì đã là 360 năm rồi. Cái tòa lâu đài này thì được ông hầu tước Ferdinand Maria xây dựng để tặng cho người vợ của mình, chứng tỏ là các vị vua ngày Đức ngày xưa là rất là yêu vợ đúng không?
Đây là phòng chanh. Phòng chanh nổi tiếng của vua Ludwig II, à Ludwig I của Bayern. Thì toàn bộ bức tranh trong này thì được vẽ theo yêu cầu của nhà vua. À, chân dung trên những bức tranh này thì là chân dung của 36 người phụ nữ đẹp nhất từ các tầng lớp xã hội của thành phố München, thành phố Munich. Người phụ nữ Đức ngày xưa nhìn có gì đấy rất là quý phái nhá. Phong cách để mái hai bên, dễ ngồi ở giữa. Phong cách đan trường. Thì đẹp nhất trong số bức tranh này thì là bức tranh của người con gái thợ giày, cũng là người tình của vua Ludwig. À mình nhầm. Đẹp nhất thì là bức tranh của con gái người ta đấu giày, nhưng mà người tình của vua Ludwig thì là vũ nữ nhá, Lola Montez. Hai người phụ nữ đấy là hai người phụ nữ có bức tranh đẹp nhất ở trong này. Ở trong này, trên này thì không có ghi tên, à có ghi tên, nhưng mà xa quá mình cũng chả nhìn thấy rõ nữa, không biết là nằm ở chỗ nào ta, đâu đó quanh đây thôi. Đây là phòng ngủ của nhà vua. Đẹp thật, từ năm 1664, 300 năm trước mà người ta đã thiết kế được cái tòa kiến trúc nó đẹp như thế này. Thời điểm đấy thì Việt Nam mình vẫn đang chiến tranh loạn lạc. Nhìn đúng là khác hẳn luôn, một trời một vực luôn. Còn đây chắc là phòng khách. Audience xin mời được quyền đi. Dạ, phòng tiếp khách. Phòng nghe nhạc. Tiếp khách và nghe nhạc. Đây nó giống như cái lò sưởi, đúng rồi, cái lò sưởi ngày xưa. Đúng rồi, lò sưởi. Đây chắc là vị vua Ludwig đệ nhị. Phong cách thiết kế trong tòa lâu đài này thì được thiết kế theo phong cách Baroque. Baroque là một lối phong thiết kế kiểu Pháp cổ điển. Đây là nhìn tổng quan khuôn viên của lâu đài ngày xưa đây. Nhìn hơi khác so với hiện tại một chút xíu. Người ta cũng cải tiến rất là nhiều. Cực kỳ nhiều khách đến thăm luôn. Kia là tầng 2. Hình như là không được lên, mình không thấy lối lên. À cũng có lối lên ấy, nhưng mà có cái là hình như là người ta đóng cửa, người ta không cho lên, nên là mình không thấy ai ở trên đấy cả. Phong cách đậm chất Baroque của Pháp luôn. Ngày xưa thì mình ở gần đây, cái nhà cũ lúc mình mới sang ấy thì mình ở gần đây, cách đây khoảng
3-4 cây thôi. Nên là vào mùa hè hay là vào hôm ngày đẹp mà mình được nghỉ ấy, thì hai vợ chồng mình rất thường xuyên đạp xe đến đây. Thứ nhất là để ngắm cảnh tham tòa lâu đài, thứ hai là hít không khí tự nhiên ở bên này, ở trong khuôn viên của tòa lâu đài này. Tòa lâu đài này thì có khuôn viên lên đến cả hàng nghìn hecta, là nơi mà vua Ludwig II thường dùng để săn bắn sau giờ gọi là giờ nghị chiều, giống như kiểu nói của người phương Đông mình ấy, của Trung Quốc ấy, Việt Nam ấy. Nên là trong đấy ông ấy thả rất là nhiều các con động vật. Thi thoảng mình cũng nhìn thấy nhiều mấy con hươu, mấy con nai, thỏ thì nhiều lắm, thỏ tự nhiên, chim chóc các kiểu, đẹp cực kỳ luôn. Còn đây là chân dung của hình như là cũng một trong những bức tranh của những người đẹp nhất, 36 người con gái đẹp nhất nước Đức thời bây giờ. Của vua Philippe Auriol, người mà trị vì nước Pháp từ năm 1975 đến năm 1723, 1715 đến năm 1723, và là cháu gái của vua Ludwig 14. Cưới từ năm 14 tuổi á, đến năm 19 tuổi thì quá phụ và mất không lâu sau đấy. Người phụ nữ mất khá là trẻ. 4. Mất năm 24 tuổi. Sinh năm 1695, mất năm 1719. Mất khá là trẻ. Chắc là mất vì bệnh quá. Ui, đồng hồ cổ này. Tín đồ yêu thích đồ cổ này. Đẹp thế. Lại một cái lò sưởi nữa. Đó. Thế là mình đã tham quan xong quang cảnh bên trong của viện bảo tàng lâu đài Nymphenburg. Mọi người có thấy đẹp không? Quá là đẹp luôn đúng không? Vậy nên là bạn bè nào mà đang có ý định sang Đức du lịch hay là đã ở bên này học tập, thì cụ thể là đã đến Đức và đã đến thành phố Munich, thì nên một lần ghé thăm tòa lâu đài Nymphenburg này để tham quan hết những cái vẻ đẹp của lâu đài nơi đây. Bên ngoài, khung cảnh bên ngoài của lâu đài Nymphenburg thì mình sẽ dành cho một clip tiếp theo. Khi nào mà thời tiết nó đẹp hơn thì lúc đấy mình sẽ đến đây một lần nữa và quay cho mọi người cùng xem. Còn hiện tại thì video của mình cũng khá là dài rồi, mình xin phép được kết thúc video tại đây. Nếu mà mọi người thấy hay và thú vị thì bấm like bên dưới và chia sẻ giúp mình để mình có thêm động lực quay các clip tiếp theo cho mọi người được biết về Đức nhiều hơn. Bây giờ thì chào tạm biệt.